Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Chainsaw Man. Hôm nay thì mình thấy đã rất là thích hợp để mình thực hiện cái công việc đó chính là trừ khử rồng Ender. Qua bên đó thì nhiều khi mình lại gặp thêm vài cái lò quỷ mới với cả là tìm thêm những cái loại vật liệu tốt hơn để mình có thể nâng cấp giáp lên nữa. Chứ số lượng giáp hiện tại của mình thì mình vẫn chưa có tự tin để có thể đương đầu với cái tên quỷ súng trong tương lai. Mong là cái chuyến đi săn rồng Ender bữa nay sẽ thuận lợi nhất đối với mình. Còn bây giờ thì lấy những cái que quỷ lửa rồi bột quỷ lửa ra để mình làm thành những cái mắt của Ender thôi. Sẽ cần có 12 con mắt. Đây, còn thiếu một con. Xong. Cái cổng kết thúc thì mình đã tìm được rồi. Mình vô tình phát hiện ra cái cổng đó trong một cái chuyến đi khám phá dưới lòng đất thôi. Nhưng mà trước khi bước qua bên đó thì để mình nung một ít cát lên cái đã, để mình làm thêm mấy cái lọ. Qua đó mình lấy thêm hơi thở của rồng, về sau biết đâu lại cần tới nó thì sao. Làm cỡ 24 cái lọ là vừa rồi. Cái chuyến đi đánh rồng này thì coi coi mình sẽ mang theo đồng đội là ai đây, để phù hợp với cái môi trường bên thế giới kết thúc. Mình nghĩ là Himeno là hợp nhất nè. Tại vì Himeno có kỹ năng cấu rỉa tầm xa, khá là phù hợp cho cái chuyến đi này. Rồng thì hay bay mà, nên kỹ năng tầm xa đó sẽ phát huy công dụng á. Rồi, dẫn theo Himeno thôi á. Bữa mình thấy ở đây chính xác ngay chỗ này. Ở dưới cái hang thạch nhũ. Rồi, xuống dưới này và rẽ sang cái căn phòng lắp mắt vào. Tổng cộng là 12 con mắt lận đó. Boom boom. Ủa sao? Ôi mình bị bịp rồi. Ủa? Cái gì vậy? Sao kỳ nhờ? Lại nào? Ây da. Hay là do block ở dưới này ta? Cũng có thể lắm. Rồi, giờ mình sẽ thử đặt lại nè. Lần này mà không được nữa thì thôi luôn á. Đây. Rồi, giờ mới ok nè. Đồ đạc coi coi, chắc mình sẽ mang theo thêm một ít cái trái táo ra bên ngoài. Nhỏ một xíu mình lại cần á. Cùng để cấu rỉa tầm xa nữa nè. Giờ thì bước qua thôi. Để coi mình xuất hiện ở đâu đây. Khá ổn, không xuất hiện giữa The Void là ok rồi. Để xem coi. Wow, con rồng lần này thì có vẻ cũng hơi khó chơi á nha. Nên là chắc mình sẽ ưu tiên cái việc lấy hơi thở của rồng trước đi. Trong lúc này thì mình cũng sẽ phá hủy thêm mấy cái pha lê en. Húp. Đây nữa. Gần đủ rồi, còn 8 lọ nữa thôi. Hai lọ cuối cùng. Ê, cái gì vậy? Oh no. Ôi không. Ôi. Enderman trong đây thấy ghê quá hả? Cái tai kìa. Yêu. Cái tai Enderman trong đây ghê quá. Nhìn cứ kinh dị kiểu gì á. Rồi, mình đã lấy đủ số lượng hơi thở của rồng rồi. Giờ mình sẽ chữa thương lại cho Himeno một cái. Và tập trung vào việc phá hủy những cái pha lê. Lần này thì trúng rồi. Ê, rồng đáp xuống hả ta? Ê, mình sẽ biến thành Chainsaw Man, mình cưa rồng thử trong lúc mà chưa đập hết pha lê coi coi như thế nào. Liệu rằng có ra được nhiều sát thương hay không? Mình cưa vô đầu của con rồng nè. Có vẻ là sát thương từ việc cưa không nhiều lắm. Đánh thường thì mạnh hơn nhá. Mình dùng cưa mình đánh thường thì sẽ gây được nhiều sát thương hơn so với việc là mình kích hoạt cái chế độ máy cưa lên. Hiểu luôn. Mà thôi, chắc bây giờ mình sẽ dọn hết mấy cái pha lê ở xung quanh này đi. Rồi hẳn tính tới cái việc là cưa rồng sao. Mấy cái chỗ này là phải dùng tới kỹ thuật bắn cung lọt khe rồi. Đấy. Thêm cái pha lê phía trên kia. Còn hai cái cao nhất nè. Ôi, ba cái cao nhất luôn. Căng đó nha, chắc mình phải đặt block cao lên để cho dễ bắn hơn á. Rồi, cao chót vót luôn. 1 2 3 Thêm cái bên này nữa. Còn cái nào không? Úi, còn cái cuối cùng. Yay, xong rồi. Biến hình và nhảy xuống dưới để không có bị nhận sát thương. Rồi bây giờ thì mình sẽ chờ đợi cùng với Himeno dưới này thôi. Đợi cho con rồng đáp xuống rồi cả hai sẽ dồn combo vô cái con rồng. Ủa, một xíu chắc được á, mình sẽ đi tìm thành phố kết thúc luôn. Để có gì mình còn có cánh cứng. Hợp lý á nha. Có cánh cứng mình sẽ bay và đi tìm những cái nơi ở của những con quỷ dễ hơn á. Được của nó đấy. Rồi. Ôi cái gì?
Con Enderman ở dưới địa này nó uốn éo nhìn thấy ghê quá. Cái tay nó cờ, các bạn coi coi, dẻo thiệt sự luôn. Này thì Enderman dẻo nè. Ờ xong. Himeno ga, bem con rồng này Himeno. Bem con rồng với mình nào. Ui da, con rồng này nó đập đâu á? Cái đầu nó đâu rồi? Tối thui hả? Con rồng này đen quá, không có thấy đường mà quýnh nó luôn á. Ui, anh nó đường cái nè. Cưa cái đầu nó. Dồn sát thương vào cái đầu nó thôi. Ui đúng rồi, tấn công đi Himeno. Ui. Wow, nó cũng phản đam Himeno kìa. Ui có vẻ Himeno yếu máu lắm rồi. Chết tiệt thiệt. Này thì dám đánh Himeno hả? Dám đánh đồng đội của mình. Ui nhưng mà nó đánh mình cũng căng lắm nha. Tranh thủ cả hai hồi phục nào. Từ từ. Đánh con này không có vội được. Phải kiên nhẫn chờ đợi thôi. Đây, những lúc mà nó bay về mình cũng có thể tận dụng cái cây cung mà mình mang theo để cấu rỉa thêm một tí máu. Ý, nó hút Enderman bay lên trời luôn rồi cơ. Yêu. Con rồng này ác quá. Ê, ví dụ mà mình bắn dây xích vô người con rồng thì mình có đu theo con rồng để mình cưa được không ta? Ừ, mình cũng tò mò cái vụ này á. Này, nó chuẩn bị đáp xuống nè. Một xíu mình sẽ thử liền cái chiến thuật là bắn dây xích vô người rồng để cưa rồng ha. Được thì chắc mình sẽ dùng combo rồng dữ lắm luôn á. Rồi bắn nó thêm vài cái nữa. Rồi, chuẩn bị Himeno ra chẳng. Trời ơi, nó hất Himeno mình bay xa vậy. Biến hình một cái. Ủa, sao mình cưa con rồng chảy máu mà không có nhận sát thương nữa. What? Ui. Oh no. Như vậy thì mình không thể bắn dây xích lên người con rồng nhá. Wow. Ui. Himeno ăn trọn cái hơi thở rồi. Himeno rất là chăm chỉ dùng đòn tấn công tầm xa tấn công vào con rồng á. Nhưng mà có vẻ là miễn nhiễm. Con rồng này nó miễn nhiễm hoàn toàn sát thương từ Himeno rồi. Mình phải ra tay phụ thôi. Cưa vào đầu nó. Sắp được rồi. Yeah. Mình đã cưa được con rồng thành công rồi. Tuyệt vời. Và coi con rồng này có rơi ra cái gì đặc biệt không. Oh man. Nó không rơi ra vậy rồi. Tiếc á nhờ. Ê. À đâu, cái này là cái ngọc, tôi đâu cái vảy rồng. Phải chi nó rơi ra cái vảy rồng thì ngon luôn. Mình có thể lấy vảy rồng Ender về làm giáp được. Nhưng mà lần này có vẻ mình hơi nhỏ rồi. Thôi, giờ lấy cái trứng coi như là an ủi đi. Đào xuống một chút để cắm cây đuốc nè. Xong rồi. Lượm cái trứng vào. Và nó còn mở cho mình một cái cánh cổng dịch chuyển đằng kia. Mình sẽ lập tức bước qua cánh cổng đó luôn. Nếu mà bữa nay mình hên á, mình có thể tìm được cánh cứng là một xíu. Đi về mình đi khám phá là mình sẽ bay vèo vèo luôn. Không có còn đi bộ nữa. Rất là tiết kiệm thời gian đó. Rồi, lên luôn nè. Mình sẽ phóng cái ngọc qua. Ui, chưa tới. Rồi, phóng cái ngọc qua một cái. Để coi, mình sẽ dịch chuyển tới đâu. Ý. Mình dịch chuyển tới một cái chỗ có một cái cây bằng hắc diệm thạch kìa. Trời ơi, cái cây đó quá trời con sugar nó bâu vào luôn. Oh. Được quá ta. Ê, chết rồi, mình lại chọc nhầm mấy con Enderman uốn éo rồi. Mấy con này nó uốn éo, nhìn dẻo thiệt sự luôn á. Nghe, có cái tay nó cơ. Quá dẻo luôn. Và không biết cái cây sugar này thì có cất đồ bên trong không. Để mình chặt cái cây này. Đốn cái cây này luôn. Có vẻ là cái cây này không có cất đồ bên trong rồi. Đằng kia là công trình gì á. Ê, thiệt luôn á. Qua đây rất là ức chế mấy cái con mà Enderman uốn éo nha. Uốn éo thì đi ra chỗ khác mà uốn éo. Tôi không có nhu cầu để xem uốn éo đâu. Hai công trình luôn. À, được quá nha. Mình qua bên công trình này trước đây. Phóng cái ngọc đi cho nó nha. Rồi. Đây là một tòa tháp và bên ngoài nó có con siêu cơ canh gác kìa. Chắc mình phải biến hình để mình cưa nó thôi. Ủa, nó đâu rồi? Ơ? Mình bắn dây xích xong cái nó dịch chuyển mất. À đây, nó dịch chuyển nó ra. Ôi, con này nó khôn quá. Mỗi lần mình bắn dây xích là nó sẽ dịch chuyển chỗ khác để nó né mình. Này thì lương lẹo. Mình sẽ cưa nó làm đôi luôn. Rồi. Rồi bên trong này thì sao? Không biết nó có giấu đồ không nữa. Có rương không?
À, bên trong này thì có thêm một con su cơ khác. Không có rương nha. Không có thì thôi, mình ghé qua đây. Bên đây có thêm một cái con thuyền kết thúc nhưng mà nó bị rơi xuống rồi. Thường thường trong thuyền là sẽ có rương nha. Đó. Một cái quần kim cương. Và một cái xẻng khá là xịn. Ừ, tốt nè. À, đây còn nữa. Thêm một chút vàng và sắt. Ừ, vậy là mình tìm những cái thuyền rớt này cũng ok á. Chỉ tiếc là cái thuyền rớt này thì nó không còn cái cánh cứng cho mình thôi nhờ. Phải có nữa là đẹp luôn. Nhưng mà không sao, khởi đầu như vậy là khá là thuận lợi rồi. Mình sẽ đi thêm vài dòng nữa để coi coi những cái đảo lân cận này có thành phố kết thúc hay không. Kìa rồi, cái thành phố đầu tiên. Liệu rằng nó có cái thuyền không? Ôi, no. Cái thành phố này bé tẹo à. Trời ơi. Hình như chỉ có đúng căn phòng trên đó là có rương thôi. Ừ. Được, để mình biến hình rồi mình bắn dây xích lên trên đó. Đu dây xích lên. Đấy, giờ là kỹ năng đu dây xích mình bắt đầu phát huy công dụng rồi đó. Đu tiếp thêm một lần nữa. Rồi, bám vô đây luôn. Xong rồi, mình chỉ cần đào lên một tí là tới căn phòng chứa rương rồi. Đu thêm một lần nữa nè. Và trong này thì có nón kim cương. Rương dưới này thì có ngọc lục bảo. Một cái áo bảo vệ nhưng mà nó lại có dòng lời nguyền nữa. Sách đập. Và một cuốn sách cường hóa. Hết rồi. Tính ra mình cũng hơi nhỏ nhờ. Cái thành phố đầu tiên là thành phố bé xíu luôn. Thôi, coi như đây là tiền đề đi. Mình sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục đi tìm những cái thành phố xịn hơn. Hướng này có vẻ may mắn nè. Đi tiếp hướng này thôi. Lần này là cái thành phố có vẻ bự hơn rồi nè. Ừ, bự lắm. Có cái thuyền không? Ê, có nha. Mình thấy cái hướng mà nó bắn lên trời kìa. Dạ xua, chắc chắn là như vậy rồi. Lần này có thuyền. Ui, nhưng mà cái thuyền nó nằm cho lôi. Chỗ đó hơi nguy hiểm nha. Chắc phải lấy thêm block để mình đặt qua bên đó. Bất cẩn là lọt xuống dưới là đi về bằng đường hàng không là không muốn tí nào đâu. Mà trước tiên thì chắc mình vẫn sẽ loot ở mấy cái chỗ căn phòng bình thường trước đi. Mình coi coi căn phòng. Phòng này là có rương nè. Bắn dây xích lên đó. Tới luôn. Làm Chainsawman tính ra tiện phết luôn á. Kỹ năng bắn cưa này rất là hữu dụng khi mà qua bên thế giới kết thúc nè. Đi vô. Và... Ủa? Ôi, lộn phòng ơi, phòng này không có rương. Vậy là căn phòng này. Lộn. Tận dụng con su cơ mình sẽ bay lên luôn. Kìa, thấy cái rương rồi đó. Mình đĩa cái rương rồi đó nha. Coi. À, nhiều kim cương phết nha. Ô, một cái kiếm sửa chữa nữa nè. Wow, tốt đấy. Tiếp theo là căn phòng bên này. Ui, hên quá. Mình bắn dây xích kịp. Không là rớt xuống dưới rồi. Đi vô. Chỗ này thì sao? Cho mình thêm kim cương và một cái ổn kim cương khá là xịn. Căn phòng tiếp theo là căn phòng nào đây? Mình đã đi hai căn phòng này rồi. À, giờ tới căn phòng bên này. Bay qua kịp không? Ui, may quá, vẫn kịp. Bắn dây xích bằng cái. Yahoo! Quá đã luôn. Ôi. Lần này chắc là hết rớt rồi đó. Chính xác rồi. Lần này là tới nơi luôn. Và cái rương nó nằm tít bên kia lắm. Để mình đi đường bên ngoài đi. Tránh mấy cái con su cơ nó bắn. Mình không muốn bay lắc ở đây đâu. À, cái rương bên đây là cái rương bèo nhất. Chỉ cho mình một xíu vàng thôi. Giờ thì mình đã loot được ba cái phòng có rương rồi. Giờ thì sẽ tới cái con thuyền phía xa đằng kia. Mình sẽ đu dây từ từ qua thôi. Đầu tiên là qua cái tháp bên này. Sau đó là sẽ qua tháp bên đây. Từ từ, không có gì phải vội hết. Và cuối cùng là mình sẽ chơi lớn luôn. Được ăn... Ơi, con su cơ bắn mình nè. Hợp lý. Rất nhanh chóng thì mình đã áp sát được cái con thuyền kết thúc. Giờ thì mình sẽ xử cái con này trước rồi đã. Ủa, nó đâu rồi? Mình để ý là mấy cái con su cơ nó rất là sợ cái lưỡi cưa của mình luôn á. Mỗi lần mình cưa nó thôi là nó sẽ chuồn trước rồi tính sau á. Giờ thì coi rương
Chỗ này thì có kim cương nè. Nhiều phết. Được quá ta. Nãy giờ mình cũng kiếm được bộn kim cương ở bên này rồi đấy. Thêm một cái cúp xịn nữa đây. Hiệu suất 5 mà chậm không 3 nữa. Một cái quần sửa chữa luôn. Ê, hay. Cái quần này mình có thể về và nâng cấp nó lên thành quần Netherite và mặc. Đỡ phải đi tìm dòng sửa chữa. Hơi thật. Và cuối cùng, đó chính là cái cánh cứng này. Dạ, thứ mình muốn nhất trong cái thành phố kết thúc đã có được rồi. Giờ thì chắc đi về luôn thôi. Quá đủ chi tiêu rồi. Về nhà thì công việc đầu tiên của mình chắc là sẽ đi tìm mía. Mình rất là cần mía luôn. Vì có mía thì mình mới có thể chế tạo ra được pháo hoa và từ đó giúp mình có thể bay lượn trên bầu trời bằng cái đôi cánh cứng này. Ủa, cái cánh mình đâu rồi? À đây. Nhưng mà ví dụ bây giờ thì mình cường hóa luôn thì có được không ta? Hình như là không á. Ủa, mình phải đi kiếm sách trọng hỏng mình ép vào. Mới chắc cú là dùng lâu dài được. Chứ không thôi đang bay dọc đường á. Cái bị... Cánh. Tí nữa là té gãy chân rồi. Chứ không thôi là bay dọc đường cái nó hư cánh thì tiếc nữa. Mà gần nhà mình thì mía không có nhiều cho lắm nhờ. Ờ, có tí tẹo à. Chắc mình phải mang về rồi nhân giống thêm ấy. Đây có thêm ít nữa nè. Chắc mình sẽ chia làm đôi á. Một phần nửa mình sẽ để dành nhân giống. Một phần nửa thì mình sẽ chế tạo. Dưới nhà mình có mớ cát nè. Mình sẽ trồng ít ở đây đi. Còn phần mía còn lại thì chắc mình sẽ chế tạo thành giấy nha. Để coi được cỡ bao nhiêu. 33. 33 thì sẽ có tổng cộng là một stack rưỡi pháo hoa. Nhiều đây thì dư sức cho mình bay đi tìm nơi ở của mấy con quỷ mới rồi. Ngoài ra thì hồi nãy á, mình có nhặt được một cái quyển sách cường hóa có tên là Soul Stealer, đánh cắp linh hồn. Cái dòng này thì mình khá là cần thiết nè. Chắc mình sẽ ghép vào thanh kiếm hiện tại của mình luôn. Thanh kiếm này còn cho mình sắc bén cấp độ 4 nữa. Nếu mình cường hóa được thì sát thương của nó sẽ tăng lên thành 10.5. Khá tốt nha. Giờ ép thêm nó cái dòng Soul Stealer nữa là bá cháy luôn. Còn thiếu dòng nhạc nhờ. Phải có dòng nhạc nữa thì hay. Nhưng mà thôi, như vậy thì cũng ok rồi. Sẵn tiện mình sẽ thay cúp luôn. Mình mới có cây cúp hơi bị xịn nè. Mới toanh. Xài chắc thích lắm đây. Không chỉ đổi cúp đâu mà mình còn đổi quần nữa. Mình sẽ lấy cái quần có dòng sửa chữa này ghép với một cái phôi Netherite của mình. Vậy là bây giờ mình đã chính thức có được cái set đồ Netherite trở lại rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Trong lúc mình đi hái mía thì mình phát hiện ra cái đâu khúc bên này. Đây. Có cái thanh niên Violence. Đây là cái thanh niên sở hữu sức mạnh của quỷ bạo lực á. Kiểu như có siêu sức mạnh. Bữa nay mình muốn trải nghiệm thử sức mạnh của quỷ bạo lực xem như thế nào. Thế nên là mình sẽ ký khế ước với thanh niên này một cái. Giờ thì mình đã chính thức kiểu như là giống hắn luôn rồi. Sau khi ký khế ước xong thì cái mặt mình nó sẽ như vậy nè. Ô, mình được có được cái nón free luôn. Và mình sẽ không cởi được cái mặt nạ này ra nha. Oh my god, thiệt. Chấp nhận thôi. Vì đây là quỷ bạo lực nên là mình sẽ có được thêm cái khả năng đó chính là sức mạnh. Uầy, sức mạnh bây giờ của mình là cấp độ 10. Tức là mạnh gấp đôi bình thường á. Kết hợp với thanh kiếm mình mới cường hóa nữa, chắc là mình sẽ cực kỳ khỏe đây. Ok luôn, bữa nay thì mình với thanh niên quỷ bạo lực này và Himeno sẽ đi qua địa ngục một chuyến nha. Mình đánh rồng xong rồi, bữa nay thì mình còn muốn săn thêm một con nữa. Đó chính là Boss Wither. Mà trước mắt thì chắc mình phải đi săn xương đen trước để kiếm đầu cái đó. Không có dòng nhặt ba nha, nên là cái việc săn đầu xương đen nó sẽ không hề dễ đối với mình đâu. Nhưng mà không vì vậy mà mình sẽ nản lòng đâu. Mình sẽ thử vận may của mình trong ngày hôm nay, coi nó tới mức nào. Giờ thì mình cũng đã có được cái cánh cứng rồi, nên là mỗi lần qua đây thì mình có thể bay tới cái pháo đài địa ngục một cách nhanh hơn. Tránh cái trường hợp mình đi bộ hoặc là nhảy nhót các thứ rồi lọt xuống hồ nhung nham nữa. Đây, tới luôn nè. Mình sẽ đứng ở mấy cái chỗ ngã tư đi để dễ gặp những cái tên xương đen hơn. Mình sẽ test thử sức mạnh của mình sau khi ký khế ước với quỷ bạo lực coi. Sức mạnh mới của mình đó chính là mỗi cú đánh mình sẽ tạo ra một cái vụ nổ nữa. Ghê thiệt chứ. Khi kết hợp với kiếm chắc sẽ càng thêm mạnh đấy. Đây rồi, một con xương đen đầu tiên rồi xuất hiện rồi. Mình sẽ bèm nó.
Để coi coi có rơi ra cái gì khác không. Hiện tại thì chưa nha. Mặc dù mình đã ép cái dòng Soul Stealer rồi đó. Lý do chính mà mình thích cái dòng Soul Stealer này vì là nó sẽ cho mình một cái tỷ lệ nhỏ mình nhặt được cái mảnh linh hồn của cái bọn xương này á. Nhưng mà nãy giờ mình chỉ mới nhặt toàn là xương không mà chưa thấy mảnh cái linh hồn nữa hết. Chắc mình phải kiếm thêm. Úp. What? Đây rồi. Mình có được một cái đầu xương đen đầu tiên rồi. Oh, mình tính nói là về nhà kiếm thêm dòng nhặt ép vào. Hên vậy ta. Ê, đây rồi. Nó còn rơi ra cho mình thêm một cái mảnh linh hồn kìa. Yay. Đó, công dụng của cái dòng Soul Stealer là vậy. Mình đã có được một cái linh hồn và một cái đầu xương đen đầu tiên rồi. Ồ, ở đây có con boss nè. Bình thường con boss này mình đánh vất vả lắm. Nhưng mà bây giờ với sức mạnh của quỷ bạo lực thì xem coi mình sẽ đánh con boss này trong bao lâu. 1, 2, 3, 4 nhát thôi. Wow. Không ngờ quỷ bạo lực lại có khả năng giáp lá cà mạnh như vậy. Đây là loài quỷ kiểu như không có kỹ năng kích hoạt nha. Nó chỉ có kỹ năng nội tại là tăng sức mạnh vậy thôi á. Nhưng mà nó khá là hữu dụng luôn. Và con boss thì nó chỉ rơi ra cho mình một cây rìu thôi. Cũng không giá trị lắm. Nhưng mà có vẻ nhân phẩm mình chỉ tới đó rồi à. Sao cái buổi trời có đúng một cái đầu xương đen thôi. Nhưng mà không sao. Khởi đầu như vậy là cũng khá là thuận lợi rồi. Còn cái mẫu xương của con xương đen thì mình sẽ cất vô đây. Cũng như linh hồn nó mình cũng sẽ cất vào luôn. Để sắp tới mình chuẩn bị cho công đoạn nâng cấp áo giáp của mình. Còn bây giờ thì mình muốn bắt đầu ngay cái chuyến đi săn cái tên Katana Man thôi. Háo hức lắm rồi. Không biết với sức mạnh mới này của mình thì mình sẽ đánh thắng trong bao lâu ha. Chứ bây giờ mấy cái tên boss cộm cán này là mình chỉ cần có 3 nhát thôi là có thể tiễn nó chầu ông bà rồi. 2 nhát nè. Ôi cái tên này hơi trâu nha. 3 nhát là chưa đi. 2 nhát thứ 4 lận. Nhưng mà như vậy là cũng rất là khỏe rồi đó. Nhưng mà có một cái nhược điểm là sau khi mình ký khế ước với cái tên quỷ bạo lực đó thì mình sẽ bị mất cái khế ước với quỷ cáo rồi. Giờ là mình chỉ có nước tự lực cánh sinh chứ không có nhờ sự trợ giúp của quỷ cáo nữa. Chấp nhận sự đánh đổi này thôi chứ biết sao giờ. Ủa? À, mình lại gặp Denji nè. Ồ. Tính ra mình cũng hay gặp Denji phết. Ơ, nhưng mà bữa giờ mình chưa gặp quỷ thao túng tâm lý nha. Ồ. Đúng luôn á. Mình chưa gặp Makima bao giờ luôn. Hay là mình gặp rồi mà mình không để ý ta. Ồ. Ôi mà thôi. Lỡ mình gặp xong rồi mình bị thao túng tâm lý xong mình thao hóa làm sao? No 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 no. Mình còn mấy bé harem ở nhà cần phải bảo vệ nữa. Úi. Kia là tên quỷ cá mập. Hắn vẫn còn sống ha. Ồ, tên này cầm cự lâu phết. Qua nay hắn vẫn còn sống. À kia rồi, đằng kia là một con quỷ đầu tiên mà mình có thể thử sức mạnh trong ngày hôm nay. Thường thường thì con này mình là Chainsaw Man á. Mình cưa một lúc mới ngẫm đó. Còn bây giờ thì mình đã trở thành quỷ bạo lực thì một hit. Một hit chết không? À, như vậy thì con quỷ quỷ đĩa đó thì mình cỡ 3 nhát mới hạ được ha. Ok. Trong thành phố mình thấy nó có cái con đường gì dài quá nè. Để mình men theo con đường này đi thử coi. Ủa, có con boss nào vậy? Gần đây có boss. Boss cam. À, nó dưới này. Rồi luôn. Giáp lá mít như nó luôn. Xuống. Để coi coi. Ô, nó là một con thay ma à. Ô, con nó đặt blocking vô coi. Mình không có rén nó đâu. Vô. Tới công chuyện nào. 2 hit. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ui, nó đâu rồi? Ở đây này, nó văng qua đây. 10 hit và cỡ 11 hit thì mình hạ được một con boss cam nhá. Ồ, đây còn có xác ai nằm đóng vậy? Thế ghê vậy. Ơ, cơ mà con boss đó không có rơi ra đồ à? Mặc dù là boss cam hẳn hoi luôn mà không có rơi ra đồ. Ồ, boss gì kỳ cục đấy. Thôi kệ đi, đi tiếp. Ồ, bên đây có chỗ của thanh niên Katana Man rồi. Well, well, well. Có hắn ở nhà không? Ủa, không thấy hắn ta. What? Hắn đâu rồi? Ủa, nay hắn có hắn. Ở đây. Ê.
Đây là Katana Man Boss nha. 450 máu. Ôi ôi, mặc full giáp vô. Không có bất cẩn được. Mình sẽ kêu đồng minh ra luôn. Let's go. Bèm hắn. Để coi hắn có chịu biến hình hay không. Ê, đừng có đánh đồng đội. Ây. Himeno dùng đòn tấn công đánh trúng cả đồng đội luôn á. Sợ thật. Ủa nhưng mà sao cái tên này lạ lắm. Mặc dù hắn là Katana Man nhưng mà hắn không chịu biến hình. A few moments later. Ôi đây rồi. Giờ thì hắn mới chịu biến hình nè. Chọc giận cả buổi thì cuối cùng. Tới công chuyện nào. Đồng đội, trận chiến của chúng ta đã bắt đầu. Đâu rồi, hắn đâu rồi. Ui, hắn đánh đồng đội mình ghê vậy. Gọi luôn. Hắn đánh tên quỷ bạo lực đi luôn rồi. Ôi no. Mà tiếc hơn nữa là tên Katana Man đó không có rơi ra trái tim của hắn rồi. Ý, chết tiệt thiệt mà. Còn gặp mấy tên cầm súng nữa. Thủ tiêu luôn. Rồi luôn. Xu thiệt á chứ. Tính ra quỷ bạo lực là đồng đội nhỏ nhất của mình từ đầu tới giờ luôn. Mới đồng hành cùng mình được có một lúc mà ngay trận chiến đầu tiên cho ra trận đã ngủm cục tỏi rồi. Đèn thôi, đỏ thì là red rồi. Ok, và cạnh đây còn có một tên quỷ dơi nữa nè. Mình đánh mấy tên quỷ dơi này hay rơi ra mảnh đạn lắm. Được á. Đây, mình sẽ sử dụng sức mạnh của quỷ bạo lực để mình đánh quỷ dơi xem coi bao lâu để hạ được. 1 2 và đòn thứ 3. Ui, chưa kịp đòn thứ 3 nữa. Và đòn thứ 3. Ôi, chính xác rồi. 3 đòn thôi là mình đã kích liễu được một cái tên quỷ dơi rồi. Và hắn cũng không có rơi ra cho mình mảnh đạn luôn. Ui, ủa sao xương đen xuất hiện đây vậy? Ủa? Nguyên một đàn xương đen luôn. Nguyên một đàn xương luôn. Chứ không phải là một con nữa. Ui, xương đen lạc trôi. Hay là hồi nãy mình săn nhiều quá, bây giờ hắn lên đây để tìm mình trả thù ta. Bay một đoạn vào thành phố mới thì mình thấy có ngay một cái tòa tháp to đùng ở phía trước mặt nè. Liệu rằng trong này sẽ có gì cho mình đây? Ồ, có rất nhiều spawner nha. Mình thấy trước mắt là có rất nhiều spawner rồi đó. Nó nhảy xuống nó tìm mình luôn ạ. Mấy con này hăng thế. Sức mạnh của quỷ bạo lực chỉ mạnh ở việc đơn mục tiêu thôi, chứ đa mục tiêu thì chỉ toàn đánh đòn đánh thường á, không có đảm nhiệm tốt đâu. Nên là bị đánh hội đồng quá là mình cũng nên dùng cách là chuồn trước để dưỡng sức ha. Chắc mình sẽ ưu tiên lên những cái tầng cao hơn á. Mình sẽ chơi chiến thuật lệ nhất luôn, là bay thẳng lên trên. Ồ, có thanh máu boss nè. À, thì ra tòa tháp này được bảo vệ bởi một cái con pháp sư. Chưa. Mấy cái tầng cuối này mình nên loot đồ kỹ hơn, tại vì chắc nó sẽ có đồ xịn hơn á. Không biết con boss nó ra sao nữa. Ủa, mình đâu thấy nó đâu ta. Không thấy nó nhưng mà nó bắn cung mình được nè. What? Tàn hình à. Ủa, nó đâu vậy? Ảo ma thiệt nè. Ui no. Hên quá. Mình đứng trên đây thì Himeno sẽ có thể tốc biến lại cho mình nếu bị rơi xuống dưới. Hồi máu lại. Con này nó tàn hình mất rồi. Mình đánh vô không khí thì không trúng nó. Không thấy hitbox của nó luôn. Ui, như vậy thì con boss này chỉ phụ thuộc 100% vào Himeno rồi đó. Cố lên. Mình sẽ búp sức mạnh tình bạn, hiện tim liên tục. Chạy gặp ngay con boss tàn hình nữa. Cố lên, mình đảm nhận nhiệm vụ hồi phục thôi. Trời ơi, mạnh như vậy mà không được chiến đấu, tức ghê á. Một tí nữa thôi, một cái nữa. Rồi. Trời ơi, con boss này một mình Himeno hạ được nó luôn. Rồi, và nó cho mình...
Con boss này nó chỉ cho mình mũi tên thôi. Ô kỳ lạ vậy. Trời, Himeno đánh đúng nhiều luôn mà cho đúng mũi tên thôi à. Sau cái chuyến đi săn lần này thì mình thấy sức mạnh của quỷ bạo lực ưu tiên ở cái khả năng giáp lá cà thôi. Cũng khá là thích hợp để nhỡ sau này mình có đánh với quỷ súng á, thì cũng có thể tận dụng được cái nguồn sức mạnh dồi dào. Ngoài quỷ bạo lực ra thì hôm nay mình còn muốn ký khế ước với một cái đồng đội đã đồng hành cùng mình từ rất là sớm luôn. Đó chính là Power. Để coi coi với sức mạnh của quỷ máu thì mình sẽ có thể tận dụng vào những cái công việc gì ha. Rồi, ký khế ước xong rồi. Giờ thì mình đã chính thức trở thành quỷ máu và... ơi, mình mọc sừng. Ơi cái gì? Này thì dám chui lên đây. Bây giờ mình mọc thêm hai cái sừng khá là giống Power rồi nè. Ý? Mình có sừng. Nhưng mà hai cái sừng này bé xíu à. Trông cũng khá là thời trang đó. Rồi và với quỷ máu thì mình sẽ có cái nguồn sức mạnh. Đó chính là sử dụng máu để chế tạo vũ khí. Ê. Ý? Hay vậy? Mình làm được cái búa giống Power nè. Cái búa to đùng luôn. Wow, cái này mà đập vô mấy con... con quái vật chắc đã lắm á. Đây mình sẽ đập thử. One hit nha. Quá ngon luôn. Ngoài ra còn có thể phát nổ khi mà mình nhảy lên và đập. Mình kết hợp nè. Nhảy lên và đập cái búa xuống, tạo ra một vụ nổ. Wow. Công phá cũng dữ lắm á nha. Được đấy. Vậy là sắp tới mình có phong cách chiến đấu mới rồi, là nhảy lên và đập. Ôi. Đó là vũ khí đầu tiên của mình. Còn tiếp theo là một cái cây rìu. Cây rìu máu. Cây này thì có sát thương khủng hơn, 20 sát thương lận. Wow. Mạnh hơn tất cả các vũ khí mà mình từng chế tạo từ đầu tới giờ. Ôi cái này phải test trên người mấy con quỷ mới phê. Cái này chắc mình phải đi tìm cái tên quỷ dơi hoặc là quỷ katana mình test mới được. Đây. Một tên quỷ dơi chuẩn bị làm con mồi tiếp theo của mình nè. Mình sẽ lấy cây rìu đi. Creeper đi ra nha. Rồi. Ô, gần đây còn có quỷ zombie nữa à. Tuy nhiên thì độ bền của những cái vũ khí làm bằng máu á, nó không được cao cho lắm. Cây rìu thì chỉ có 2 độ bền thôi. Nên là mình cũng phải dùng cho nó hợp lý một xíu. Làm cây rìu mới nè. Sau đó thì vào việc thôi. Một hit. Ui. Một hit kéo rỉa con quỷ dơi này được nửa máu. Cây rìu thì cũng vậy luôn. Cỡ cỡ đó. Hay. Nói chung thì tầm sức mạnh này là mình thấy cũng ổn áp rồi. Và nhờ có vũ khí từ máu này thì mình đã nhặt thêm được một mảnh đạn từ cái con quỷ dơi đó rơi ra rồi nè. Được quá ta. Nhưng mà tiếc quá, trong lúc mình đánh con quỷ dơi này thì con quỷ zombie nó bị ai xử mất tiêu rồi. Nó bị zombie xử. What the heck? Ủa đâu? Nó còn sống mà. Ok. Vậy thì nó trốn ở đâu ta? Mình đi tìm thử coi. Đây. Được, lần này thì mình sẽ dùng vũ khí cuối cùng có thể làm được từ máu. Đó chính là thanh kiếm. Thanh kiếm này 12 sát thương. Wow. Ok. Chặt con quỷ này. Ui, mạnh nha. Con quỷ này mạnh nha. Ui, mình mặc con giáp vô trước rồi đó. Con giáp vô. Ê, vỡ rồi. Ôi. Vũ khí làm bằng máu mau hư quá. Giờ tới cây búa bự của mình. Đập vô người con zombie này. Đập nó. Này thì bự hả? Mình đập phát nổ liền. Không sao hết, hư thì mình làm cái cây búa mới, không sao. Đập nó tiếp nè. Đập vô người nó. Tiếp tục. Ui, nó chạy đi đâu rồi? Không, nó chết rồi. Thành công. Như vậy thì với sức mạnh của Power thì mình cũng có thể tận dụng để thay thế những cái vũ khí hiện tại của mình. Cũng khá là tiện lợi á. Phải lúc đầu mà mình ký khế ước sớm với Power là chắc mình đỡ ân hạnh lắm luôn. Kiểu đầu game mà mình có được những vũ khí tầm 20 sát thương như vậy thì chỉ cần nó lén phén lại gần mình thôi thì mình sẽ bem nó liền ha. Như vậy thì trong ngày hôm nay mình đã thử ký khế ước với hai sức mạnh quỷ mới. Đó chính là sức mạnh từ quỷ bạo lực chuyên để cận chiến, và tiếp theo là sức mạnh từ quỷ máu giống như Power, với khả năng là chế tạo vũ khí cực kỳ xịn luôn. Dùng đúng được vài lần
Nhưng mà được cái là khá là mạnh. Nhưng mà làm gì thì làm thì mình cũng sẽ sớm trở lại với sức mạnh gốc của mình. Đó chính là sức mạnh từ quỷ cưa. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trên cái hành trình kỹ khí ước với nhiều cái lời quỷ mạnh mẽ khác hơn á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.